Đi à? Đi. Đi luôn. Đi luôn đi à? Và tí là đi luôn đấy. Yeah, mời các gái đi luôn. Đi bố mẹ các anh cái gì đó rồi. Đi, đi nhà là con hai con nữa. Em ở nhà ấy. Em ở nhà, không lao cái gì. Đi uống cái nửa chén thôi. Cơm ăn ở đây. Lu. Chứng tỏ cái này thích chú à? Ừ. Gọi lu này cái tíu tít này. Cắn chào mừng đấy mà. Nó không cắn. Nhưng mà nó gọi thôi. Nó sủa chào mừng. Sủa cái gì cái đuôi đấy mà nó quay tít thì chào sẵn rồi. Đấy. Xe này nó có duyên là chuyên mua xe là chuyên đi uống rượu này. Cho Vịnh lên ngồi trên đầu. Trông như cam gì nhỉ? Nhìn xa, chưa? Nhìn xa khác thì cam gì đâu. Mời các bác lên xe đi. Lên đi, lên đi. Bắt được anh Tài anh taxi xe anh Vương. Trẻ măng nhỉ. Lên Vịnh mà đi lối nào chồm theo vẹt đây uống rượu. Đến thẳng nhà bác Bốn vòng ra được chứ nhỉ? Ra lộn. Có ra đằng kia đâu. Ra được tàu. Đợt trước hình như em nhớ là vòng cái đấy được. Đây này, tưởng đây người ta đi đây. Đây này, đến đấy là cột à? Không, đi cầu vượt chứ, ra đằng kia chứ. Ra đường 10 chứ. Đi cột cái gì, nên nếu mà rẽ về ga. Rẽ rẽ về ga là cột. Mà rẽ ngược lại thì mới được. Ngọc đâu nhỉ? À đây à, Ngọc. Không thấy Ngọc, không ra mới thấy. Đây rồi. Này này nó nghỉ hay sao? Đâu nhỉ? Trên nữa, lại nữa. Chợ, qua chợ cơ mà. Đây là chợ, qua sao thì quán gì mà rộng thế? Đây cơ mà. Vẫn nguyên si đấy chứ. Cá hải sản gà đồi các kiểu đấy. Cái này bóng tím vẫn còn nguyên đây à? Vừa mới đưa lên đấy. À giờ quên được trước quên gì. Bạn biết ngay mà. Đèn đây á, à? Đèn đâu? Đèn đây. Khói à? Khói. Khói chứ. Đây cái này. Chứ nào đấy. À, cho em một cái chai nữa vào đấy. Vỏ chai. Mất. Cho hai cái đi cho nó máu. Và cái túi điện. À một cái thôi cũng được. Hôm trước là cho nó lẻ. Thì cầm đây, cầm đi. Cầm luôn vào. À cho vào cái túi điện đi à. Đây khói hết rồi. Được chưa? Xì bác nấu kiểu gì? Thấy chưa em chuyên pháo xì đấy. À, xì kia xì cứng. À, muốn dẻo thì cho ngày xưa cho nhớt vào nó dẻo ngay. Vậy là to là thô rồi, nó chấp nhận rồi. Thích tham ăn nói lên đi vốn miếng to đúng không? Cho mình ngồi ngoài đi đi đi. Sao cái đèn đóng gì mà? Còn là đề co à? Đề co tiếng Anh nghĩa là gì nhỉ? Chỉ là bay chơi. À. Chắc gì đấy? Đấy. Thang phải dùng được, có thể không dùng được nhưng mà cái tên nó là đề co. Nói về nhà cứ to này thì hiển nhiên là đẹp rồi. Còn nói về sướng chưa? Đấy. À to nó thành camera. Camera. À đúng như cái hôm trước bác Thắng bác chụp ảnh xem đấy. Vâng. Đúng nó đúng không? Đẹp chưa? Đẹp nhiều. Đấy. Chơi ăn chơi nó phải cầu kỳ vậy. Ngọc đã vào 10 triệu đấy. Vì là thăm ngày thôi.
Đấy, ăn nhau cái bóng này mới là cái có kiếm này. Có chế độ gì mà làm cái đây kinh quá. Cắm luôn, cắm luôn. Bóng này mới là có kiếm này. Chân thôi. Bóng này mới là khó kiếm này. Chân này là bày trong tủ được. Còn cái chân to này để ngoài. Vâng. Được chứ. Úi rồi. Ngay như cần câu cá thế này thì chết rồi. Máy quay. Hiện đại quá. Quá hiện đại. Sướng chưa? Được. Có chỉnh được cho gì góc kia gì không? Có chỉnh cho được không? Không không. Quá hay. Có cái này là cái đấy vậy. Đó là cái bộ xử lý đúng không? Alo. Ờ đi vắng rồi, bác Thắng Nam Định vào rồi. Vừa đi xong. Máy ảnh mở cái này đâu. Vừa đi xong nha. Cái này giải là thật chứ. Cái này là thật chứ. Đẹp chưa? Cái này muốn đỏ đỏ này tí nữa vẫn được đúng không? Đúng rồi. Làm cái chiếc áp chỉnh. Làm chiếc áp được ạ. Cái này chú Vinh là hợp lý. Quá hợp lý rồi. Đẹp quá. May khôn nhận cái này. May hơn khôn đấy. Cái này may hơn khôn đấy. Em còn cái bé ta nhận cho. Ông Vương thấy ai ai gì đấy. Ông Vương thấy ai ai gì đấy. Bé mới tinh xảo. Bé mới tinh xảo. Và bé là cái can đông. À, can đông tinh xảo hơn. Đèn này giá trị hơn. Nhưng mà đúng là mình nhà mình đồ bé nhiều rồi, giờ thích cái đồ to cho sướng. Thay đổi đi. Thì khách hàng mà nhìn ra ngay là tạo chuyên nghiệp. Vâng. Quá đúng nó đúng nghề đúng không? Như bệnh ấy. À, can ông này thì. Bảo can ông. Đúng rồi, cái này thì như nhà bác Vương thì thích rồi. Nhà bác Vương thì thích cái loại này rồi. Thần nào nó cứ vào nó hỏi mua máy của mình. À. Nó mua theo cái kiểu chơi kiểu này đây. Chế. Ừ. Em máy móc này em để nguyên bản để chơi. Đấy, cái này sáng rất là nho nhã. Cái này cái tóc nó cũng hay nhỉ, tóc nó rất đặc biệt đấy. Cái này lấy cái đèn nhà anh chế vào đây thì mới là chuẩn. Đèn gì? Đèn pha này, nó bé đúng như này. Bị lỏng áp rồi bác. Nó bị mất đi. À. À, cái đấy phải chế thêm rồi. Cái này ấy, để cái chỗ cái khay băng đĩa ấy. Rồi. Xoay đĩa là đẹp cực luôn. Rồi, chuẩn luôn. Mà cái chân nó cũng rất hợp. Hợp với bóng đèn này, chân nó rất hợp. Còn cái kia to em bày ở cửa hàng cũng rất hợp. Đấy, vấn đề chỗ đấy. Rồi bác mở ra xem nào. Rồi thì em sẽ ông ấy, cái này nó là cái keo mà. Keo nó nhả. Chứ không chứ. Vua này thời xa xưa. Cái loại này là phim to, cái loại phim to. Phim to trong kiểu chùm vào nữa. À đấy, còn nó cần chùm vào nữa xem có cái chân gỗ nữa thì tuyệt vời nữa. Nó có hai cái. Thế à? Tôi không lấy. Thế à? Thế mà không cùng việc không biết nhặt. Phải ạ. Đâu? Còn không? Quan trọng không biết là nó còn chứ giờ. Còn không là vấn đề. Các bạn các bác thì còn. Vâng. Bữa sau bác hỏi luôn nhá. Em đang thích cái loại chân đấy. Chân đấy thì... Mà vẫn đang chụp rồi nhá. Vâng. Không được bác ra chụp thử. Thế mới sướng. Thế đây các bác. Chỉ rất ít thì vô được. Rất ít thì đừng có nhiều. Cái rượu này nó khác. Ừ. Chưa giới thiệu đồng chí tên gì nhỉ? Dương. Dương à? Dương. Phóm đốc ở cho anh Hùng. Rồi. Xin chào. Cảm ơn nhá. Ngọc đâu? Ngọc đâu? Ngọc đâu?
Vâng. Chào chú Kháng nhá. Vâng. Vâng. Vâng, chào bác nhá. Vừa nói chuyện với con rể thôi. Vâng, và bỏ mẹ vợ đấy đấy. Và vừa hỏi xong. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Vâng, mời bác nhá. Cái nước ăn mới nó ăn. Đúng rồi. Gói này. Gói này. Thấy từ gói chưa? Đúng tay này. Dí phân nữa. Nó rất chặt. Cảm thấy mức độ là nó không nhảy đi đâu được. Không hỏi nó, cái con nó... Vậy nó rất gọn đúng không? Nhanh quên quá anh ạ. Vậy là bác Vương làm như này nó như kiểu tôm trầu ấy. Đúng không? Như kiểu tôm trầu ấy. Vặn nó chắc nịch vậy. Bố cháu đi vắng. Thế là mấy anh xuống tận nhà dân ấy. Đủ miếng nhá. Có người đang đi Tây. Thế này ăn thế này thì há vừa vừa chứ không phùng mang trợn mắt đúng không? Tại vì bác gói gọn quá. Mà xuống trên trơn nó bảo phải càng phùng mang trợn mắt mới càng tốt. Con rẻ mới càng được kén. Nó dạy cho thực ra là con nhập vào đây. Kiểu chúc bằng bát. Ngọc đâu bê bát lên chúc. À, để không rồi. Rồi, ok. Đấy, mời chú đi nhá. Bác xong rồi đánh giá cái rượu này, rượu này rượu ngửi, mùi cái rượu khói, thế nó phải ngửi xong mới uống. Đấy. Vâng. Vâng. Bác cho một like. Đấy. Bác thấy thế nào ạ? Rượu này là của cái anh, tác phẩm là của anh tưởng con gái đấy. Vâng, đó là chú nhá. Vâng. À vâng. Vâng. Bây giờ là kém. Vậy con rể chú đây. Anh Nguyên bên ngân hàng chính sách là Nguyên ngày xưa vợ cùng công tác với vợ tôi. Chấp nhận những khó đấy đúng không? Là hai em thân nhau. Bên à, ông Nguyên là bên ngân hàng chính sách. Ngân hàng chính sách. Vâng, em là bên chỗ Dương nhà bác. Đấy. Vừa đây giới thiệu là lãnh đạo ở chỗ cơ quan anh Hùng mâm chúng cháu đây. Vâng. Vâng, chắc mời chú có lượt đi lượt về tí đã. Có lượt đi lượt về tí. Hay thế. Không, không, còn thoải mái mà, chú ơi. Một xe cơ mà. Vâng. Thêm lần nữa nào. Nào. Ok. Đặc sắc quá. Rồi, đặc sắc chưa? Mày mà không hỏi thì tao vào cái nào thì tao cũng hỏi. Hôm trước anh em uống cái cốc mà nó nhọn nít để nó cứ lắc lư này này. Đấy cái cốc đấy uống cái rượu này nó mới đúng kiểu hay. Okay. Đấy, đúng rồi, đúng cái kiểu anh Tôm chị Tiếp. Đúng kiểu anh Tôm chị Tiếp ăn cái ăn sợi bánh đa nó dài đến tận nóc nhà này. Đấy. Kêu vợ, đúng không? Đấy, đúng không? Đấy, hai chú cháu nhá. Ăn ngon nhá. Ok. Đấy, bác Bốn với bác Thắng là đang tự kỷ hết lượt đấy này. Nó mình Ngọc là đang vô tư đấy. Quản lý nó. Quản lý nó. Cái này của
Ngọc tuyệt vời đấy. Ăn như kiểu ăn mì đấy. Ờ. Miền Phước ấy. Ăn như kiểu miền Phước. Cái cảm giác như là kiểu là cái gì chả cuốn mía ấy, chả mía ấy. Mì Hàn Quốc còn quẩn ở đấy đấy. Đúng rồi, Ngọc ăn sướng thế nhỉ. Rồi nó đưa vào mồm ăn luôn, lại rẽ ra bát nữa thì công phu thật. Đúng là Bích Ngọc công phu thật. Vua đã về. Đi đâu? Là cửa là xin cho vợ là ông hàng họ qua nghe một hàng sinh thủ mà kiểu đi đi. Thôi nếu mà cái mâm này không có các cháu đây cứ gọi anh đi cho nó trẻ. Vâng. Anh đấy. Vương Chiến Hữu này, Chiến Hữu nhất cái mẹ. Vâng. Tuyệt vời đấy. Trả lại nhá, có là có. Vâng. Chú hữu dụng, không mang dụng nhà. Vâng, vâng. Cảm ơn chú nhá. Vâng, cảm ơn chú nhá. Chúc chú sức khỏe nhá. Vâng. Ông mời chú đi. Hai mươi năm sau vẫn cứ thế phòng mình. Đấy, hay chưa? Cái câu đấy là câu hay nhất trong ngày hôm nay đấy. Vâng. Bác yên tâm nó cứ từ từ. Chú Kháng ơi, chú Kháng ơi, nhà tâm lý học nhưng mà vẫn trai tân đấy. Đấy, đấy vấn đề đấy, chú hỏi chuẩn nhé. Ui, rồi. Đây gọi là chưa chứ không phải là không. Không thì là bác sẽ đọc. Đúng rồi, gọi là chưa. Anh ấy đính chính là chưa. Vâng. Vâng, vâng, chú nói chuẩn luôn. Vâng, đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Vâng. Vâng, vâng. Mà anh chưa mà. À, báo cáo với... Chú Kháng ơi, báo cáo chú đây là rượu này, rượu hoa quả. Mà anh chưng cất 4 năm mới có một lần thôi. 4 năm mới có một lần đấy. Rượu hoa quả, chứ không phải men gạo và nước gì đâu. Chú nói. Vâng. Vâng. Vâng, vâng. Tưởng là nó tưởng được chết che, mà lần nó bỏ chết che. Vâng. Không mang. Vâng. Vớ được anh em có chỗ nào. Đấy. Tức là ấy. Vâng. Đây là báo cáo. Chú Kháng ơi, báo cáo bác đây cũng là nhà cung cấp cà phê. Nhà cung cấp cà phê đấy. Bác nhìn đúng rồi, dáng Buôn Mê Thuột chưa? Đấy. Vâng, vâng.
Không, cháu thì thỉnh thoảng ghi lại mà một chút hình ảnh để nhớ nhau tí. Vâng. Vâng. Vâng, vâng, vâng. À, ý chú là cho nó thêm một tí nữa chứ. Vâng, vâng, vâng. Cháu không có. Vâng. Vâng, chú nói vậy đâm ra là ý là cũng bảo vệ chị em phụ nữ. Rồi. À, đấy. Từ nãy giờ là chưa hiểu chứ không phải là chả hiểu. Chưa hiểu. Bác Vương hôm nay cắt tóc kiểu này cũng giống trẻ con nhỉ. Trẻ thôi. Chưa biết gì. Vâng, vâng. Chú nói chí phải. Đây anh là anh cả rồi. Bây giờ trong người toàn xá lị. Trong người toàn xá lị. Đấy, tu đắc đạo đấy. Ý là nói là tu đắc đạo đấy. Chưa? Chú là có mặt bên tận đất nước của Phật đấy. Sáng đi tối vậy. Nhưng mà chú ơi, cháu bảo sao bảo bên Ấn Độ là cái đạo Phật nó bị diệt vong từ 2000 năm về trước rồi mà. Thế à? Ở bên mình cứ bảo nghe vậy. Chú nói vậy. Thầy này cho nên dùng cái từ chưa. Chả sai thế nào. Nên thầy này chỉ dùng cái từ chưa, không dùng từ không đấy. Không ăn hiểu. Vâng. Đá ở dưới nó không lẫn ạ. Cái này là rượu không đấy, không có đá đâu. Vâng. Có bốn này. Đây là vâng. Em mời chú nhá. Vâng. Vâng, tuyệt vời đấy. Vâng, cái này uống tùy theo khả năng mỗi người. Chúc rượu với toàn bộ tất cả tấm lòng, nhưng mà uống rượu nó tùy theo khả năng mỗi người. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Nhưng mà phải tùy theo người. Vâng. Mà không nên cố gắng quá là bác chưa kịp biết. Là quá cố. Cố gắng nhưng mà không được cố gắng quá. Vâng. Dạ. Hỏi cái chỗ tân tân thì chủ yếu là xoáy vào cái chỗ sao vẫn còn tân nữa nhỉ? Tức là không dùng từ không mà dùng từ chưa. Anh Thắng anh dùng từ chưa chú ạ.
nếu mà không là bác đâu. Không là bác đâu. Không là bác đâu. Rồi giới thiệu quý danh là gì nhỉ? Em tên là Hải. À Hải à? À mình là ruột thừa của Hải. Tên là Vịnh, Vịnh là ruột thừa của biển. Đúng rồi nhá. Anh ít quá. Bác cái này bác cũng phải rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xin mời nhá. Và đồng chí biển mênh mông nhá. Rồi. Cả cái ông ai biển độc hao và lưng gù chú vào các bên đấy. Lưng gù cái. Rồi ok, xin mời đi. Không này đổi tên đổi họ mất. Đó rồi. Nhà uống nhá. Báo cáo với đồng chí Hải là rượu này rượu khói của bác Thắng Nam Định đây. À, trưng cất 4 năm mới có một lần đấy. Rượu hoa quả. Em là như là tôi là nữ xã hội em ấy đó. Đại ông gì được quý lắm. Tôi là đúng mày là đây mà. Thành. Nghe em rất cổ linh. Đấy thì. Là tối tiền tôi chưa. Nhà em là tối tiền bây giờ chính là ngân hàng ở bên. Cứ cần là mà nhà đấy là nhà mở cái hàng gì nhỉ? Nhà em là chuyên bên ga đun. À rồi rồi bếp ga. Ga Hoàng Anh. Rồi rồi. Anh ơi. Vì tất cả cái gì ở thành Nam em thu vào hết. Rượu anh em đây. Rượu này rượu khói của anh Thắng Xuân, gọi là Thắng Xuân Nam Định chưa? Vâng. Vâng ta. Mâm vậy là mâm bên đấy là mấy đồng chí Hải à? Một đồng chí Hải. Một đồng chí Hải. Vừa dòng dòng máy xuống. Rồi. Xin mời nhá. Các anh là còn có cái món này em muốn tôi không có. À đúng rồi, gọi sau cho hết rồi. Đúng rồi. Đây là vào cái đầu tiên mà ngồi mâm mâm đầu tiên đấy. Xin mời nhé. Rồi, rất cảm ơn nhé. Bỏ tay ra, vẫn không bỏ tay ra. Nó vẫn rách đang quay đấy. Rồi, rách đang quay đúng không? Rách rồi nhá. Em đang cung cá cho anh vừa anh quay. Rách xóa. Rách rồi nhá. Xóa đèn ra. Không, cái cơ này.